Ưng Hoàng Phúc mắc sai lầm chết cười khi chúc mừng hôn lễ Bùi Tiến Dũng. Không biết vô tình hay cố ý, Ưng Hoàng Phúc đã mắc phải sai lầm khi tham dự hôn lễ của Bùi Tiến Dũng và cô dâu Khánh Linh. Chiều ngày 10 tháng 1, lễ cưới của vợ chồng Bùi Tiến Dũng được tổ chức ở Hà Nội với sự tham gia của người thân, đồng nghiệp và bạn bè. Trong đó có sự góp mặt của hàng loạt ca sĩ nổi tiếng như Ưng Hoàng Phúc, Chi Dân. Tại hôn lễ, nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã tranh thủ check-in, chụp ảnh với dàn cầu thủ nổi tiếng như Quang Hải cùng các anh em khác. Ngay sau đó, anh vui vẻ đăng ảnh chúc mừng cặp đôi, mời cưới. Giọng ca thả rằng như thế còn đùa vui tự gọi mình là tiền đạo một thời oanh liệt, được hội ngộ tim chuẩn thứ thiệt. Tuy nhiên, điều dân tình thực sự chú ý lại chính là màn lỡ tay gõ nhầm, bằng chứng cho sự lỡ làng của Ưng Hoàng Phúc. Cụ thể, ở phần nội dung bài đăng, nam ca sĩ đã bất ngờ đổi họ của chú rể từ Bùi Tiến Dũng sang Nguyễn Tiến Dũng. Dù đã nhanh chóng sửa lại cho đúng, nhưng nhiều cư dân mạng nhanh tay vẫn chụp lại ảnh màn hình, bài đăng và lan truyền đi khắp nơi. Sau đó, anh nhanh chóng đưa ra lời giải thích bằng một bình luận tất cả vì rượu và mong được cả nhà thông cảm. Hành động này của Ưng Hoàng Phúc khiến cư dân mạng được một phen phì cười trước sự đáng yêu quá thể của anh. Lời giải thích hóm hình của nam ca sĩ: hình như là Phúc xỉn, viết xong thấy sai sai hỏi em rồi, cả nhà thông cảm nha. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.